Alright, bia giờ mùa thu rồi, lần đó trở về rồi Bữa nay, hôm, bữa nay mới về, hôm qua mới trở về Golden West rồi, lần đó, bữa nay Lần đầu tiên gặp với thằng luôn, lần đó, yes <laughs> Aileen, uh, bữa nay có Christina với bữa nay, lần đó rồi tới uh, 5 giờ tôi có hẹn như đây nhà ngày mai rồi ngày tới mốt ngày uh, mai tôi có gặp Christina Chung với Karen cho lớp lẫn rồi uh. so, tới tuần sau tôi thứ ngày mai tôi đi, đi đi ra biển với nhóm Golden West lẫn rồi tới uh, tuần tới uh, tôi đi theo OCC á uh. tuần sau tôi đi nhóm với OCC lẫn đi theo Karen Christina đi cà phê luôn rồi, yeah, gì Andrea luôn Cộng nhận daniel luôn Lần á Jerry tay Jerry mới năm nay nghỉ từ Gold West so Jerry đi con cái đi ra biển với nhóm của Gold West luôn. Andrea sẽ chở Jerry luôn. Kevin sẽ chở Jerry qua. Andrea uh, Andrea là bắt buộc phải chở Jerry luôn. Nó stay Tại Jerry không có đi đâu, không có lái xe được rồi Tại Jerry có bệnh rồi Ok, bây giờ tắt cái này nha right, Bye bye nha